Sáng nay tại Nhà văn hóa huyện Gia Viễn, Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2022 với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, ngày hội đã thu hút đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn của một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia. Kết thúc ngày hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận gần 400 đơn vị máu. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong năm 2022, Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện Gia Viễn đã vận động hiến được 1.100 đơn vị máu, đạt 132% kế hoạch được giao. Những đơn vị máu quý giá này được bổ sung vào nguồn máu dự trữ của tỉnh để kịp thời cấp cứu, điều trị cho người bệnh.